chúng ta biết đến hố đen như một thực thể có sức hấp dẫn siêu khủng khiếp, vẻ cong cả không thời gian. Và với sức mạnh đó, liệu có thể khai thác được nguồn năng lượng vô tận từ hố đen? Một hố đen xoay là một lực cực đoan của tự nhiên đến mức nó kéo theo không gian và thời gian xung quanh nó. Vì vậy, thật tự nhiên khi đặt ra câu hỏi liệu các hố đen có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng nào đó hay không? Vào năm 1969, nhà vật lý toán học Roger Penrose đã đề xuất một phương pháp để thực hiện điều này, hiện được gọi là quá trình Penrose. Quá trình này còn gọi là cơ chế Penrose, như một phương diện mà năng lượng có thể được chiết xuất từ một hố đen đang quay. Hố đen có một vùng gọi là vùng sản công, ergosphere. Nó là một vùng nằm bên ngoài chân trời sự kiện bên ngoài của hố đen đang quay. Khi một hố đen quay, nó xoắn không thời gian theo hướng quay với tốc độ tỷ lệ nghịch theo khoảng cách từ chân trời sự kiện. Quá trình này được gọi là hiệu ứng lens steering hoặc kéo hệ quy chiếu. Do hiệu ứng kéo này, một vật thể trong bầu không gian không thể đứng yên đối với người quan sát bên ngoài ở khoảng cách xa. Nhưng nếu vật thể bay đủ nhanh ngược với hướng quay, vật thể đó có thể ở yên một chỗ đối với người quan sát ở xa. Trong quá trình này, một khối vật chất đi vào vùng sản công được chia thành hai phần. Ví dụ, vật chất có thể được tạo thành từ hai phần tách rời nhau bằng cách bắn một quả nổ hoặc tên lửa đẩy hai nửa của nó ra xa nhau. Động lượng của hai mảnh vật chất khi chúng tách ra có thể được sắp xếp để một mảnh thoát ra khỏi hố đen, thoát đến vô cùng, trong khi mảnh kia rơi qua chân trời sự kiện vào hố đen. Với sự sắp xếp cẩn thận, mảnh vật chất thoát ra có thể có năng lượng lớn hơn mảnh vật chất ban đầu, và mảnh vật chất bị rơi xuống hố đen thì nhận được năng lượng âm. Mặc dù động lượng được bảo toàn, nhưng hiệu ứng là có thể khai thác nhiều năng lượng hơn so với mức ban đầu, sự khác biệt được cung cấp bởi chính hố đen. Phương pháp này có thể được sử dụng bởi các nền văn minh siêu tiên tiến, có thể là người ngoài hành tinh hoặc con người trong tương lai, nhằm thu hoạch năng lượng bằng cách chế tạo bom hố đen. Tuy nhiên, bom hố đen ở đây là tên được đặt cho một hiệu ứng vật lý. Sử dụng cách trường bosonic tác động vào một hố đen đang quay có thể được khuếch đại thông qua tán xạ siêu bức xạ. Nếu trường khuếch đại bị phản xạ trở lại hố đen, quá trình khuếch đại có thể được lặp lại, dẫn đến sự tăng trưởng của trường, tức là một vụ nổ. Giả sử nếu một vật thể rơi vào vũ trụ, theo cách mà nó tách ra với một phần của nó bị hút vào hố đen và phần còn lại thoát ra, phần thoát ra này sẽ có mức tăng năng lượng tương đương của hố đen. Vì vậy, bằng cách gửi các vật thể hoặc ánh sáng về phía một hố đen đang quay, chúng ta có thể lấy lại năng lượng. Nhưng lý thuyết này có khả thi không? Năm 1971, nhà vật lý người Nga Jakub Zeldovich đã dịch nó sang các hệ thống quay khác có thể được thử nghiệm trên trái đất. Hố đen trở thành một hình trụ xoay được làm từ vật liệu có thể hấp thụ năng lượng. Zeldovich tưởng tượng rằng sóng ánh sáng có thể trích xuất năng lượng từ xi lanh và trở nên khuếch đại. Tuy vậy, để hiệu ứng khuếch đại hoạt động, các sóng này cần phải có một thứ gọi là động lượng góc, xoắn chúng thành xoắn ốc. Khi sóng ánh sáng xoắn chạm vào một hình trụ như vậy, tần số của chúng sẽ thay đổi vì một thứ gọi là sự dịch chuyển Doppler. Bạn rất có thể đã trải nghiệm điều này khi nghe tiếng còi xe cứu thương. Khi nó di chuyển về phía bạn, nó có âm cao hơn so với khi nó di chuyển ra xa bạn. Hướng di chuyển làm thay đổi cao độ của âm thanh. Theo cách tương tự, những thay đổi về tốc độ quay làm thay đổi tần số cảm nhận của sóng ánh sáng. Và nếu xi lanh quay đủ nhanh, tần số sóng thay đổi sẽ giảm xuống thấp đến mức nó sẽ trở thành âm. Điều này đơn giản có nghĩa là sóng quay theo hướng ngược lại. Sóng tần số dương nên được hấp thụ một phần bởi xi lanh và mất năng lượng. Nhưng sóng tần số âm sẽ biến tổn thất này thành khuếch đại và thay vào đó được khuếch đại bởi hình trụ. Họ sẽ trích xuất năng lượng từ vòng quay, giống như vật thể thoát ra từ hố đen của Penrose. Kiểm tra lý thuyết của Zeldovich có thể đơn giản, nhưng vật quay cần quay với cùng tần số hoặc cao hơn sóng. Điều này có nghĩa để khuếch đại sóng ánh sáng khả kiến, dao động với tần số hàng trăm nghìn tỷ lần một giây, bạn sẽ cần phải xoay một vật thể hấp thụ nhanh hơn hàng tỷ lần, tức nhanh hơn bất cứ thứ gì có thể về mặt cơ học ngày nay. Tất cả điều này tất nhiên không được xác minh một cách rõ ràng rằng ý tưởng khai thác năng lượng của Penrose sẽ thực sự hoạt động trong một hố đen. Thay vào đó, các thí nghiệm đã xác minh vật lý cơ bản phản trực giác bằng cách chỉ ra rằng việc thay đổi tần số sóng từ dương sang âm cho kết quả sóng tăng hơn là mất năng lượng.
Mặc dù chúng ta không ở gần nơi để khai thác năng lượng từ hố đen đang quay, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể được thực hiện. Bởi một nền văn minh ngoài hành tinh rất tiên tiến nào đó, hoặc thực sự là nền văn minh của chúng ta trong tương lai rất xa. Một nền văn minh như vậy có thể xây dựng một cấu trúc xung quanh hố đen, quay cùng với nó, và sau đó thả các tiểu hành tinh hoặc thậm chí sóng điện từ vào nó. Thứ được phản xạ lại sẽ mang nhiều năng lượng hơn. Thậm chí tốt hơn, họ có thể chế tạo một cái gọi là bom hố đen bằng cách bao quanh hoàn toàn hố đen bằng vỏ gương phản chiếu. Ánh sáng chiếu vào hố đen sẽ được khuếch đại trở lại và sau đó được gương phản chiếu trở lại hố đen để được khuếch đại trở lại. Và cứ thế như vậy, năng lượng sẽ tăng theo cấp số nhân trong một vụ nổ qua lại. Và bằng cách để một số ánh sáng khuếch đại này ra khỏi vỏ thông qua một hố, bạn có thể kiểm soát quá trình và tạo ra năng lượng vô hạn. Trong một báo cáo của đội ngũ chuyên gia của Đại học Columbia, Mỹ vừa qua cho biết, nếu chúng ta có thể dùng một nguồn trọng lực bên ngoài bao bọc trường năng lượng của hố đen, chẳng hạn như một cỗ máy hút năng lượng, ắt hẳn hố đen buộc phải phun ra luồng năng lượng mà con người có thể khai thác cho hoạt động tương lai của các thuộc địa. Trên lý thuyết, nguồn năng lượng do hố đen tạo ra có thể khai thác và lưu trữ được. Tuy nhiên, nếu xét theo quan điểm kỹ thuật và khoa học máy tính, muốn đoạt lấy năng lượng của hố đen thì chẳng khác nào cơn ác mộng thực sự. Nhiều khả năng con người phải vận hành một cỗ máy hút năng lượng ngay bên ngoài vùng chân trời sự kiện của điểm kỳ dị, chỉ khu vực giới hạn của hố đen mà mọi dạng vật chất, bao gồm sóng điện từ, đều không thể thoát khỏi. Chúng ta sẽ phải nắm trong tay các thuật toán máy tính lượng tử mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại nếu muốn làm được điều đó, cũng như phải tìm cách xử lý được những vụ nổ năng lượng bất thường xuất phát từ hố đen nếu không muốn bị cuốn vào và trở thành thức ăn cho con quái vật của vũ trụ này. Có thể vào một thời điểm nào đó, chúng ta có thể tiếp cận được hố đen, khi đó, điều chắc chắn là con người đã sở hữu năng lực của siêu trí tuệ nhân tạo và phát minh thành công các dạng siêu vật liệu để thực thi tham vọng này. Mặc dù đây vẫn chỉ là khoa học viễn tưởng, nhưng trong một tương lai rất xa, khi mà vũ trụ, tất cả đều đã tàn lụi và tàn dư duy nhất của các thiên hà và các ngôi sao chỉ là hố đen. Chính phương pháp này sẽ là hy vọng duy nhất cho bất kỳ nền văn minh nào vẫn còn tồn tại. Đây sẽ là một vũ trụ với những nguồn năng lượng cực kỳ to lớn, biệt lập, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời hoàn toàn đen kịt.